Dạ rồi, thì kính thưa quý bà con của mình á, ngày hôm nay thì nhằm cái mục đích đó là hướng về bà con nghèo ở vùng quê của mình á, thì con có liên hệ với cái nhóm Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ á, thì cũng có hỗ trợ về cho cái khu phố của mình ở đây á, là được 45 phần quà. Thì ngày hôm nay con cũng nhờ ở chỗ của cậu Út với lại chú ở đây, thì có mời bà con mình đến đây để nhận cái phần quà này. Thì cũng mong rằng cái phần quà nhỏ này có thể là hỗ trợ cho bà con mình được một ít nào đó trong cái việc mà cải thiện cuộc sống hàng ngày hơn. Thì con cũng xin phép là đọc cái danh sách của các vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cái đợt quà này để cho bà con mình biết và biết được những ai đã hỗ trợ cho mình đó, ai hướng về đồng bào mình đó. Thì bây giờ con xin phép đọc cái danh sách. Thì cái vị Mạnh Thường Quân đầu tiên đó là chị Ngọc, hỗ trợ về là 200 đô. Máu Hoàng hỗ trợ 100 đô. Chị Hà hỗ trợ 100 đô. Chị Đào hỗ trợ 100 đô. Chị Phối hỗ trợ 50 đô. Anh Văn hỗ trợ 50 đô. Cô Thái là hỗ trợ 50 đô. Cô Vân là hỗ trợ 50 đô. Anh Sơn hỗ trợ 50 đô. Em Ly Sương Hồng hỗ trợ 50 đô và chị Nhung là hỗ trợ 50 đô. Tổng cộng hết là 850 đô. Thì con đã quy ra tiền và con đã mua được 45 phần quà. Thì phần quà mình nhận ngày hôm nay là sẽ có là một túi gạo 10 kg, một thùng mì với lại là một ít nhu yếu phẩm. Thì cũng mong là bà con hãy hoan hỷ nhận dùm cái tấm lòng của các vị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi về cho bà con mình nha. Cảm ơn. Thì chú cũng thay mặt bà con ở phường 3 là chú tên Nguyễn Tấn Vinh ở khu 3, thì bây giờ cũng xin cảm ơn mấy người nhà tài trợ ở nước ngoài có tấm lòng hướng về Việt Nam. Thì bây giờ cũng chú cũng không có gì hơn, thì cũng có lời là thay mặt bà con thì cảm ơn các nhà tài trợ của các anh chị ở nước ngoài. Rồi xin cảm ơn. Rồi thì bây giờ mình đại diện lên 5 người nhận giùm con. Bây giờ kêu tên nha, Đoàn Thị Phi. Đây. Rồi đứng đó. Đứng lên. Bùi Thị Huệ. Bùi Thị Huệ. Lý Thị Mười. Trương Thị Ba. Nguyễn Thị Hiệu. Rồi, 5 người. Rồi. Vỗ tay lên nghe bà con. Nguyễn Thị Bé Ba. Đây đó, nhận từ từ ra đây. Nhận con ăn. Rồi. Nguyễn Thị Bé Ba. Bé Ba. Để quay trở lại nhận đi bà. Để đó đi nhận giùm phải không ạ? Rồi. Nguyễn Thị Bé Ba. Rồi. Nguyễn Thị Trang. Dạ con. Đây lấy Trần Thị Danh khu phố 1. Ở tài. Ghé con trước lấy thùng mì trước rồi đi về dài qua đó. Đi dài qua nhận ra đi ra luôn. Võ Văn Sệ. Sai đâu. Nguyễn Văn Ni. Đây chú hả? Đây bên đây. Lấy thùng mì rồi cái gạo. Lấy thùng mì rồi qua con quay luôn. Ừ đó. Đi tới luôn. Đi dài tới đó. Rồi ra đi đường này ra luôn. Lê Văn Quốc. Nguyễn Cẩm Tú. Châu Bang. Danh Thị Phấn. Lê Thị Thanh Thủy. Lê Thị Thanh Thủy chứ không phải là ấy con. Bà đã sủng phải không? Ừ. Con nhận giùm bà. Vậy hả? Ừ, trời. Rồi để đó thì con để rồi ngoài cho nhận giùm, còn qua kia nhận nữa. Đi qua đây mẹ rồi đứng chỗ đó vậy. Đứng đây. Đúng rồi. Nguyễn Thị Sang. Cho chuyện đứa nhỏ. Đứng đi con, đứng đi con. Trần Kim Thủy. Chưa. Trần Kim Thủy con.
Nguyễn Thị Phương Hải. Dạ có con. Ủa Nguyễn Thị mà. À Nguyễn Thị đánh chụp. Hai thằng bóng luôn rồi. Bóng luôn rồi. Vũ Tính Kiệt. Ai đánh chụp Vũ Tính Kiệt? Có nó kìa, nó vô kìa. Để thận đó. Để đó con nổi không con? Dạ nổi. Nổi mày, dạ nổi không đó nghe. Quỳnh Thị Trang. Trời người ta vợ con không biết luôn trời. Lê Văn Mạnh. Võ Thị Liệu. Trần Thị Úc Lan. Nguyễn Thị Sen. Vô lãnh gì mà. Trần Thị Ngọc Đẹp. Đó. Kim Nguyên. Thấy. Nổi không con? Trời ơi. Rồi rồi ai lãnh của bà ngoại? Này hả? Đó, ừ. Nguyễn Thị Cường, vô lãnh đi cho mẹ. Ở cái này sắp gửi lại ở đây cho chỗ cậu Út đi ha. Khi nào người ta tới cậu Út phát giùm con ha. Ừ vậy đi rồi tụi con đi. Còn ở đây chỗ khác. 2 4 6 8 10 12. 12 cộng 12 phần. Nói chung cảm ơn nhà tài trợ mạnh. Mạnh của ai đi cứ lo công chuyện hết đó. Nghe không nghe thì thôi. Dạ rồi thì ủa cái máy của tôi vậy? Ờ kính thưa không tắt luôn gì nè. Bà con thì ngày hôm nay á thì con cũng xin thay mặt tất cả bà con ở vùng quê của mình ở đây thì cũng có gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới nhóm Mạnh Thường Quân do chị Ngọc Trương làm trưởng nhóm thì cũng rất là chân thành cảm ơn tới các vị đã có chút tấm lòng gửi về để ủng hộ cho bà con ở vùng quê của mình thì cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì sẽ được quý Mạnh Thường Quân ở ở bên nhóm của chị Ngọc Trương tiếp tục phát tâm ra để hỗ trợ về cho bà con ở vùng quê của mình để phần nào đó hỗ trợ cho bà con mình vượt qua cái khó khăn. Dạ rồi thì Lê Trung xin kính chào và xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.